Dự báo thời tiết đêm mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, có lúc có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ.